Sư Huynh à, hồi nãy công nhận Huynh hoài thiệt nghe. Phải đó. Nhưng mà có cần làm tới vậy không? Nè, không có họ giúp đỡ chúng ta tìm sư phụ khó à. Sư Huynh à, có phải Huynh có cách thật không? Nếu không sư phụ sẽ cái gì đó. Để yên tâm đi, sư phụ sẽ không có cái gì đâu. Nhưng mà để thì cái gì đó. Cái gì? Trời ơi, thì là cái gì đó. Cái gì cũng không sao, nhưng mà đừng có cái gì nghe. Trời ơi, được rồi, tam đệ còn không cái gì. Dạ. Đại sư Huynh à, Huynh biến nhị sư Huynh thành cái gì vậy? Cái thì cái gì đó. Nè, thì Huynh cũng cái gì đó, 72 phép cũng còn không. Ui. Ủa, sư Huynh, sao đầu Huynh màu nâu ngộ nghỉnh quá à, là cái gì vậy? Trời ơi, để không biết sao. Để là heo dĩ nhiên ít thế, cái này là ve chó đó. Hả? Vậy? Ve chó? Kỳ cục vậy. Phải. Biến để thành ve chó, sao Huynh dơ bẩn quá vậy? Huynh không cần sạch sẽ, Huynh có điệu như để đó mà sợ. Sư Huynh à, chúng ta dơ quá trời làm sao mà dám nhìn mặt ai vậy, cũng đâu có thể cứu sư phụ. Phải trông cậy vô tam đệ. Hả? Vì Lan Từ, khuyên Huynh à, chúng tôi tìm sư phụ đi. Ta tự biết lo liệu. Hai vị hảo sư Huynh của ngươi đâu? Đại sư Huynh của tôi á, hồi nãy sau khi cãi lộn với ngài xong, y liền nổi giận lôi đình, biểu tôi và nhị sư Huynh mau đi tìm sư phụ. Nếu tìm không được, thì chúng tôi đừng trở về nữa. Ngươi nói lại cho con khỉ chết thì tôi biết. Hả? Không có Nhị Lan thần này, tuyệt đối hắn không thể tìm được đường tắt. Tôi biết rồi. Cho nên Nhị Lan thần làm phiền ngài đi, mau giúp tôi đi tìm sư phụ. Quỷ đại ca, Huynh mau nghĩ coi, Huynh sư phụ của tôi đâu đi, Huynh làm ơn đi mà, như vậy Huynh mới có thể tìm được sư phụ tôi. Phiền quá. Vậy làm việc hai vị nha. Tôi đi trước một bước. Hey, làm gì Ngộ Không chịu thua dễ dàng dữ vậy? Hồi nãy xe tăng mượn cớ này nọ đã đem ve Ngộ Không và ve Bắt Giới thả vào người của Hao Thiên Khuyển rồi. Nè, kế biến thành ve của Ngộ Không thật là tuyệt diệu. Hao Thiên Khuyển có thể ngửi được khí yêu ngoài 3.000 dặm, bám vào trong người của y thì có thể đi tới chỗ yêu tinh giam giữ đường tâm tạng rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, con Hao Thiên Khuyển đó tự nhiên kỳ công lại tăng tốc độ. Trời ơi, sắp đến rồi, chúng ta sắp đến rồi. Phía sau của đệ nặng quá thì bám chặt lông hắn đi. Trời ơi, biết phía dưới là ở đâu. Trời ơi, con vô thì này đúng là ác nhân mà. Ráng lên đi chúng mình. Thấy hả, trời sắp tụt rồi chúng mình ơi. Tụt. Ủa, hai người là gì vậy? Hai người là gì vậy? Tôi là chó. Vậy còn các người là ai? Ủa, ta là chó đó. Cái sao hai người giống vậy? Chưa thấy những chàng ve đẹp trai, hắn là con chó bẩn thỉu, dĩ nhiên bị lây ve ở khắp nơi rồi. Nhưng mà về trong loài ve đó, ta có thể coi là chàng ve đẹp nhất đó. Chưa thấy không? Đại gia Nam Bắc gặp được bao nhiêu loài ve? Phải rồi, thật kém hiểu biết. Nói gì? Không cần, thôi. Nghe dữ ghê chưa? Hay dạ, dữ quá. Chúng ta đi nãy giờ rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Tất cả cũng tại con khỉ độc và con heo tinh. Nếu không, ta dụ luôn mấy con yêu tinh khác ra, sau đó bắt gọn cả lũ. Một chúng thần sự bất túc, bởi sự hữu dư. Tôi thật không hiểu, tại sao Như Lai Phật Tổ lại chọn bọn chúng đi thỉnh Tây Kinh? Tính nghịch ngợm của Tôn Ngộ Không khó trừ, thật sự là hết thuốc chữa. Phải, một khi đột đó, điên khùng khùng vậy. Nhưng mà pháp lực của hắn thì rất cao cực. Còn con heo mập chết tiệt vô tài vô dụng, pháp lực kém cỏi thì không nói đi, còn háo sắc dê sầm, thật sự đã làm nhục đại nghiệp thỉnh kinh. Vậy mà còn dám xưng là Thiên Bồng Nguyên Soái cai quản 10 vạn thiên minh ở thiên hà. Con heo dê sầm này vô lễ với Hằng Nga, đã gây ra chuyện xấu ở thiên đình. Quen biết với hắn, thật sự làm nhục danh tiếng của chúng ta. Hằng Nga có sắc đẹp gì vậy? Còn con heo mập vừa ngu vừa xấu, không biết lượng sức, đúng là chó ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Nếu tôi là Ngọc Đế, tôi lôi hắn đến thiên hà trong lòng hết từ lâu rồi. Con heo mập chết tiệt, vừa xấu vừa ngu lại dê sòm, tệ một cái là không biết tự lượng. Mắc cười lắm hả? Cũng không mắc cười lắm đâu ha. Nhưng mà hắn nói cũng đúng, trong lòng heo á. Chó ghẻ tạp chủng, đạp trúng đuôi của ngươi hả?
sao ngươi lại dám bêu xấu mối tình thuần khiết giữa ta và Hằng Nga Mũi? Thật khốn kiếp, khốn kiếp. Ê, để làm gì vậy? Trả thù. Vậy ta cũng phải cắn vài cái. Anh chuyện gì huynh cũng chung vui hết hả? Ta không cắn cho người chết thì ta không là hổ trương. Chà, đệ độc quá đệ ơi. Có chuyện gì? Quá. Không biết có phải là bọ chét cắn không? Ở đâu? Ê chà, sưng rồi. Vậy hả? Từ ngày ta đã nói ngươi sạch sẽ một chút đi. Trời ơi, nó cũng ngứa nữa. Ê, cắn bên này nữa. Chúng ta phải lên đường gấp đó. Đi đi. Wow. Hey.